Tú Anh đếm trứng cho các bạn xem đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm nào. Tú Anh đang ngồi bếp sưởi ấm mà Tú Anh. Có thích không con? Bếp nhà mà sưởi ấm tí không? Trời lạnh quá nhỉ. Sưởi ấm cho đỡ rét nhá. Chúng mình ngồi đây chơi một lúc rồi tía đi nhặt trứng gà nhá. Đi nhặt trứng ở ổ gà của ba nhá. Đi thu hoạch trứng nhá. Đấy, gà và gáy to chưa? Rồi, tía đi nhá. Anh ơi, tía mẹ con mình nhặt trứng nhá. Đây này. Đấy. Gà nhà ba chỗ nào nó cũng nằm. Thấy không? Con gà đang nằm đẻ đây. Thôi, yên để con. Yên để cho nó đẻ quả trứng đĩa mẹ con mình nhặt nhá. Con phải nhặt trứng đi. Đấy, con gà nó chạy ra rồi. Trứng, ổ trứng này nhiều chưa? Ui, ui, cẩn thận nhá, không cắp đau nhá. Nhặt được không? Đi sang ra bên này này. Đúng rồi, con gà nó vừa chạy đi. Ổ trứng này mấy tay bà không nhặt được rồi đấy. Đấy. Cẩn thận nhá. À đúng rồi, cẩn thận cộng đầu nhá, để mẹ giữ nhá. Nhặt trứng cho các bạn ơi. Thu hoạch trứng. Wow, đúng rồi. Và thôi con ạ, con quả cuối cùng con để đấy, con để đấy đi. Con để đấy để nốt ổ gà cho gà nó đẻ nhé. Để mẹ để giúp hộ nhé. Để mẹ để hộ nhé. Để một quả lại để cho gà nó nốt ổ cho nó đẻ ở đây tiếp nhé. Đấy. Đấy. Trứng nữa này, có mấy quả nữa này. Bác mẹ cầm giúp nào. Rồi. Kìa, còn nữa này. Đấy. Đấy con để vào rổ đi. Rồi con để vào rổ nào. Nào, để nhẹ nhàng không vỡ nhá. Rồi đi. Mẹ con mình đi nhặt ổ trứng tiếp nhá. Kìa đi ra, con đi ra đằng kia kìa. Đấy đi trước đi. Đây mà đằng này mà con. Kìa kìa con gà đang nằm kìa, nằm trong ổ kìa. Này. Này. Ơi. Mà nó nằm trong ổ lấy được đâu, để mẹ đuổi nó ra nhá. Ui. Ui, 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 ui. Kìa. Ui, trong kia có hai quả trứng kìa Tú Anh ạ. Để mẹ nhặt ra hộ nhá. Trong này ấy quá. Mày khó nhặt quá. Ôi, con gà. Ui dồi. Đây. Hai quả trứng đây. Để vào rổ. Đây là rổ trứng. Gà nhà bà đẻ lung tung lắm nhỉ. Chỗ nào cũng thấy đẻ trứng thôi. Gà này gọi gà sạch các bạn ạ. Trứng sạch. Kìa. Ấy ấy, mẹ biết nháy mà. Kìa con đang nằm ấp này. Đây này. À nằm đẻ đây này. Đây con gà đang nằm đẻ này. Đấy các bạn có nhìn thấy không? Tú Anh nhìn thấy chưa? Đấy, để mẹ lấy cái cây mẹ đuổi nó ra nhé, xem có trứng nhá. Xem nó đã đẻ được quả trứng nào chưa nhá. Để mẹ đuổi nó ra nhá, là thò tay vào chỗ đâu nó ngủ. Ê, 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 chạy ra luôn rồi nhỉ. À, đấy rồi Tú Anh ơi. Cái trứng rồi này. Đấy, Tú Anh có nhặt không? Đấy, Tú Anh có nhặt được không? Hay mẹ giúp nhá. Rồi nhặt đây này các bạn. Ba quả trứng. Đấy con nhặt ra. Vào đây và nhặt ra đi. Ừ.
rồi mai mẹ cầm giúp ra. Đấy con nhặt quả nữa ra đi. Ôi quả này nó vừa mới đẻ các bạn ạ. Giờ vẫn còn nóng lắm. Nóng tay á, bỏ tay á. Ấm ấm. Các bạn thấy bạn cũng anh khéo léo chưa? Giỏi chưa? Được rồi con, được rồi đi ra đi. Để một quả nó lại cho nó nằm nó đẻ nhá. Đi ra cẩn thận nhá. Đấy, đúng rồi. Tụi anh giỏi quá. Rồi bây giờ mẹ sẽ để quả trứng đây nhá. Đẹp chưa? Đẹp nhờ tụi anh nhỉ. Tụi anh ôm đi. Ôm được không? Tụi anh giỏi quá nhỉ. Yeah. Đi ra ngoài nhặt tiếp nào. Đâu mẹ cầm giúp đổ trứng. Rồi đi. Con đi trước đi. Đi ra chỗ gốc cây sấu đây này. Vòng vào trong kia kìa con. Cả nhà bà đẻ linh tinh á. Sáng nay mẹ phát hiện ra đấy. Không phải lấy cây đâu con. Con gà nó chạy đi ăn rồi kìa. Đấy đố Tú Anh phát hiện quả trứng đâu ấy. Khéo dẫm vào quả trứng kìa. Quay lại đằng sau ấy. Nắng chói quá. Yeah. Này. Đấy. Gà đẻ ở đây. Đấy, đúng rồi. Rồi. Hết rồi đấy con ạ. Bê đi. Ôi giời, mang mẹ bê giúp cho. Mẹ bê giúp mà. Đấy con đi vào đi. Đi cẩn thận nhá. Chắc là hết trứng rồi con ạ. Đi, mẹ con mình vào đếm trứng nhá. Và đếm trứng cho các bạn xem nhá. Bây giờ đếm trứng nhá. Tú Anh đếm trứng cho các bạn xem đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đếm nào. 1 2 để nhẹ nhàng thôi nhé. 3 4 5 Con đếm đi, con đếm cho các bạn xem. 6 6 7 8 9. Thế thôi. Thế thôi á, lấy con lấy từng đấy thôi à. Thế còn rổ bên này. Đếm nó đi. Phải đếm lung tung rồi. Đấy các bạn thấy hôm nay hai mẹ con bạn Tú Anh đi thu hoạch trứng của bà được nhiều chưa. Đây là trứng gà ta, trứng sạch đấy các bạn ạ. Quả trứng nhìn to tròn ngon chưa. Ơ không, không, đổ như thế vỡ đấy con. Con nhặt sang rổ đi. Con nhặt sang rổ bên này để đi. Còn rổ kia để đưa cho bà làm gì làm nhá. Chết rồi. Con nhặt hết sang rổ này đi. Chết rồi. Nhặt hết đi, nhặt hết sang luôn đi. Thế thôi. Đấy. Úi, kia hai con gà đang ngủ nhau. Ôi đấy, còn quả nữa nhặt nốt sang đi con. Ôi giỏi quá. Tụi anh khoe các bạn đi. Ủa các bạn ơi, tụi anh nhặt được nhiều trứng chưa? Đấy, đây là rổ trứng. Nào con bỏ rổ cái kia ra nào. Bê kiểu đấy vỡ đấy con. Bê vỡ trứng đấy. Đấy các bạn nhìn thấy cái trứng của nhà bà ngon chưa? À hai mẹ con mình khênh á. Nào khênh. Bây giờ Tú Anh nhặt trứng xong rồi, bây giờ Tú Anh chào các bạn đi. Mẹ con mình đi làm món trứng để ăn nhá. Bây giờ con chào tạm biệt các bạn đi nào. Các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ theo dõi mẹ con mình nhá. Để xem những video tiếp theo nhá. Tạm biệt, bye bye. Bye bye. Bye bye. À dê. Dê. Nào dê lại cái nữa nào. Dê. Rồi, bye bye.